Các quý vị, phi cơ của Delta Airlines gặp thời tiết xấu, hai hành khách bị thương, tin từ New York, New Jersey. Phát ngôn viên của hãng Delta Airlines cho biết, một phi cơ của họ phải chuyển hướng đến Boston, Massachusetts sau khi gặp phải thời tiết xấu vào tối ngày thứ Tư vừa qua. Theo lịch trình, chuyến bay cất cánh từ thủ đô Paris đến phi trường quốc tế New York Liberty của New Jersey. Một phát ngôn viên của phi trường xác nhận, chiếc phi cơ Boeing 767 bị buộc phải chuyển hướng sang phi trường Boston sau khi đối đầu với thời tiết khắc nghiệt trong khu vực New York, khiến hai hành khách bị thương, Người đại diện của hãng Delta Airlines nói thêm, hai hành khách này được đưa vào bệnh viện sau khi phi cơ lọt vào vùng không khí nhiễu loạn là hậu quả của một cơn bão. Tuy nhiên, chiếc Boeing 767 đáp xuống phi trường quốc tế Logan ở Boston an toàn. Nhân chứng Stuart Page cũng là một hành khách đi trên chiến phi cơ cho biết, gió mạnh thổi dữ dội chung quanh và hất tung máy bay, khiến toàn bộ hành khách bị lắc lư từ trái sang phải, rồi từ phải sang trái. Kinh hoàng hơn cả là chiếc phi cơ trồi lên hộp xuống như bơi giữa làn sóng dữ. Chiếc phi cơ cứ lượn vòng quanh New York dường như không thoát ra được quỹ đạo của cuồng phong, cuối cùng chiếc phi cơ may mắn chuyển hướng sang Boston bình an. Khi vụ việc xảy ra trên chiếc phi cơ có 180 hành khách và 11 nhân viên phi hành đoàn.